Thưa quý vị, một vụ đánh bom nhắm vào đoàn xe quân sự xảy ra tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến hai binh sĩ bị thiệt mạng và một người khác bị thương. Quả bom phát nổ vào khoảng 15 giờ trên đường Bean IKC ở thuộc địa phận quận Shisakhon, khi đoàn xe bốn chiếc của một thiếu tướng và phó tư lệnh quân khu 4 đi qua. Đoàn xe đang trên đường tới doanh trại của đại đội trinh sát 4906 để điều tra về vụ tấn công vào doanh trại này xảy ra mùng 2 tháng 3. Vụ nổ đã khiến chiếc xe thứ hai trong đoàn bị lật và trước khi rơi xuống cách con đường khoảng 30 mét. Hai sĩ quan thuộc đơn vị giả phá bom mìn trên chiếc xe đã tử vong ngay tại chỗ và một người khác được cứu ra khỏi xe được đưa tới bệnh viện. Quân đội Thái Lan đã triển khai binh sĩ để truy tìm thủ phạm. Nga nhìn chung đã thành công trong việc lách luật trừng phạt của EU và kim ngạch nhập khẩu của nước này phần lớn đã trở lại vào mức năm 2020. Hãng tìm Bloomberg dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu EU đưa ra thông tin trên. Bloomberg chỉ ra rằng bề ngoài thì các biện pháp trừng phạt Nga dường như có hiệu quả khi nền kinh tế Nga bị thu hẹp, nhiều ngân hàng và công ty của nước này bị loại khỏi các hệ thống thương mại và tài chính quốc tế. Tuy nhiên, thì Moscow đã thay thế hầu hết các sản phẩm mà họ cần, kể cả những sản phẩm công nghệ cao. Nga vẫn nhận được hầu hết hàng hóa mà mình cần và chủ yếu thông qua tái xuất từ cộng đồng các quốc gia độc lập và Trung Quốc. Trong số các quốc gia khác đã tăng xuất khẩu sang Nga hàng nghìn phần trăm mỗi năm thì có Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia thưa quý vị hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna hôm nay đăng thông cáo báo chí cho rằng với các cuộc tập trận quân sự hàn quốc và mỹ đã đẩy tình hình trên bán đảo triều tiên vào tình thế nguy hiểm Thông cáo nêu rõ Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận hàng không lần thứ tư kể từ đầu năm tới nay trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Trong đó huy động máy bay ném bom chiến lược B-1B và máy bay tấn công không người lái MQ-9 Reaper. Trước đó thì hai nước này cũng đã diễn tập quân sự mô phỏng tình huống giả định sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cần phải hối thúc hai nước ngừng ngay lập tức các cuộc tập trận chung, các cuộc tập trận quân sự mang tên là lá chắn tự do dự kiến diễn ra liên tục từ ngày 13 tới ngày 23 tháng 3 tới đây. Đây sẽ là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính giữa Mỹ và Hàn Quốc có thời gian dài nhất từ trước tới nay. Thưa quý vị, sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 khai mạc kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo đảng và nhà nước cùng với 2.900 đại biểu. Trong báo cáo công tác chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay. Phóng viên Hữu Hương sẽ thông tin chi tiết. Kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày 13 tháng 3. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa mới. Ngoài báo cáo công tác chính phủ, các báo cáo về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, các đại biểu còn xem xét phương án cải cách bộ máy chính phủ, bầu các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước nhiệm kỳ mới. Dự kiến, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 là GDP tăng trưởng khoảng 5%, tạo thêm khoảng 12 triệu việc làm tại khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 5,5%, CPI tăng khoảng 3%, cán cân thanh toán quốc tế ổn định, sản lượng lương thực duy trì trên 650 triệu tấn, tiêu hao năng lượng và phát thải tiếp tục giảm, kiểm soát tiêu thụ năng lượng hóa thạch. Báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc cho biết Trước môi trường quốc tế đầy biến động và nhiệm vụ trong nước rất nặng nề, Trung Quốc đã thực hiện toàn diện các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, ổn định kinh tế và phát triển an toàn, tăng cường điều tiết vĩ mô, nâng cao chất lượng phát triển, ổn định tình hình xã hội, cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Năm 2022, GDP tăng trưởng 3%, tạo thêm 12,06 triệu việc làm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 7,7%, thâm hụt ngân sách kiểm soát ở mức 2,8% tỷ giá đồng nhân dân tệ ổn định. Trong 5 năm của nhiệm kỳ qua, GDP tăng lên mức 121.000 tỷ nhân dân tệ, dự trữ ngoại hối đạt 3.000 tỷ đô la Mỹ, gần 100 triệu người dân và 832 huyện ở nông thôn thoát nghèo, đầu tư cho khoa học công nghệ tăng lên 2,5%, giảm thuế phí 5.400 tỷ nhân dân tệ, bảo đảm hơn 70% chi tiêu ngân sách cho các lĩnh vực dân sinh. Chúng ta sẽ tập trung vào các chuỗi công nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất, phân chia các nguồn lực chất lượng để đạt được đột phá trong các ngành công nghệ cốt lõi. Trung Quốc tiếp tục nỗ lực khai thác và phát triển các nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản, tăng tốc số hóa các ngành nghề truyền thống cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ để làm cho chúng trở nên thông minh và thân thiện với môi trường hơn. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển với nhiều vấn đề nổi cộng về phát triển không cân bằng, không đầy đủ, đối mặt với nhiều yếu tố không xác định đến từ môi trường bên ngoài, nhu cầu trong nước còn yếu, Đầu tư ngoài xã hội và doanh nghiệp tư nhân không như kỳ vọng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản và một số tổ chức tài chính vừa và nhỏ gặp nhiều rủi ro. Nhiệm vụ năm nay, Trung Quốc xác định sẽ tập trung mở rộng nhu cầu trong nước, đẩy mạnh xây dựng hệ thống ngành nghề hiện đại, đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân, đẩy mạnh thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, phòng ngừa và xử lý các rủi ro tài chính, ổn định sản xuất lương thực và phát triển nông thôn thúc đẩy chuyển đổi xanh, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển các dịch vụ xã hội. Năm 2022, nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3%, thấp hơn mục tiêu 5,5% nhưng vẫn được đánh giá là một kết quả khả quan trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19 cũng như môi trường bên ngoài không thuận lợi. Giới chuyên gia nhận định, cùng với việc hạ cấp phòng dịch và mở cửa trở lại Việc đặt mục tiêu 5% là khả thi và hợp lý sau khi kinh tế Trung Quốc đang phục hồi rõ nét kể từ cuối năm ngoái. Đỗ Hữu Hưng, phóng viên báo Nhân dân đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi thế giới chuyển động, tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Cục Quản lý Đường Cao Tốc và An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết, chốt khung ghế bị lỏng của Tesla có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống dây an toàn, làm tăng nguy cơ chấn thương khi va chạm. Tesla cho biết không nhận được thông tin về bất kỳ trường hợp thương tích hoặc tử vong nào có thể liên quan đến lỗi dẫn đến việc triệu hồi xe. Tesla sẽ kiểm tra các bu lông giữ khung lưng ghế bên người lái và hành khách ở hàng ghế thứ hai vào khung ghế dưới và siết chặt chúng theo thông số kỹ thuật nếu cần. Thống kê mới nhất của Hiệp hội Ung thư Canada công bố ngày 4 tháng 3 cho thấy, ngày càng có nhiều người trưởng thành ở nước này bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại trực tràng, mặc dù các trường hợp tử vong vì căn bệnh này đang có xu hướng giảm. Ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư phổ biến thứ tư tại Canada, trong đó cứ 5 người dưới 50 tuổi thì có một trường hợp mắc bệnh. Chế độ ăn uống không lành mạnh, lười hoạt động thể chất, hút thuốc, uống rượu và di truyền là những lý do làm tăng nguy cơ mắc chứng ung thư đại trực tràng. Tòa án tối cao Nigeria đã ra lệnh cho ngân hàng trung ương nước này gia hạn việc sử dụng các loại tiền giấy cũ đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nguyên nhân là do việc ngừng lưu hành tiền giấy cũ đã dẫn đến thiếu tiền mặt, ảnh hưởng tới tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận. Ở Nigeria, hầu hết người dân sử dụng tiền mặt để chi tiêu cho sinh hoạt. Lượng tiền mới lưu hành không đáp ứng đủ nhu cầu đã khiến người dân gặp không ít trở ngại trong bối cảnh lạm phát cao và thiếu năng lượng. Một số người đã tấn công các ngân hàng và đốt máy rút tiền.